Xin chào anh chị nhé. Ngay bên cạnh tôi đây là có một cái nhà dân này. Đó, mời anh quay phim anh nghe ra đây, ra đây, ra hướng này. Đó, cái nhà dân này người ta có trồng mấy cái cây như xoài, nhãn này. Đó, và dọc cái con đường tôi đang đứng đây, đường đất đỏ liên thôn ấp đang đứng đây là người dân người ta sinh sống. Xem 2 km đường này, xem cái mét đường này bên này anh chị ha. Và trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện Đồng Phú năm 2020 á, là từ cái vị trí tôi đứng ra cái đường quy hoạch 28m ngoài này là chỉ vòn vẹn vào mấy chục mét thôi. Nghĩa là sau này á, là những nhà dân mà ở bên cạnh tôi đây này là cái con đường ra vào gần đến nơi chị ha. Đấy, con đường 28m nó chạy bắt đầu từ thành phố Đồng Xoài á, chỗ cầu 2 anh chị, cầu 2, chợ cầu 2 đấy. Con đường 28m đó nó chạy từ chợ cầu 2 nó chạy thẳng một mạch luôn. Đụng đường tạo lực thì thôi anh chị ha. Tỉnh Bình Phước nói chung và đặc biệt là huyện Đồng Phú nói riêng, năm 2020 này quy hoạch rất là nhiều tuyến đường mới, và khi những tuyến đường mới làm thì họ thiết kế là không có đi vòng vèo đâu, mà đi thẳng tắp luôn, vì con đường đi thẳng nó sẽ tiết kiệm được cái thời gian cho anh chị khi lưu thông anh chị ha. Rồi bây giờ đó là cái quy hoạch thôi nhá. Còn đường chưa có nhá, tôi đang nói về cái vấn đề quy hoạch anh chị ha. Ngoài con đường đó thì ở sau lưng đây còn thêm một con đường 32m nữa. Con đường này nó lại chạy từ DT753 nối liền cái con đường quy hoạch chỗ khu nghiệp Bắc Đồng Phú để chạy ngang qua đây. Nghĩa là hai con đường lớn này nó chạy song song nhau như này để nó lên tạo lực luôn anh chị ha. Đấy, và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một miếng đất nằm trên con đường này. Con đường này là hiển thị trên sổ mấy mét anh thế? À, bên 6m. À, 12m đúng không? Ừ. Rồi. Con đường này anh chị đang xem đây là 12m anh chị ha. Dân cư xung quanh. Anh chị cứ lưu thông thẳng ra đường này khoảng chừng 300m nữa là anh chị gặp một con đường liên xã. Ngoài đấy dân cư đông đúc, tạp hóa, quán xá người ta bán. Và đi 2-3 cây số, đi 3 cây số đi là anh chị gặp được trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, Ủy ban nhân dân Đồng Tiến, quốc lộ 14. Về thành phố Đồng Xoài thì hết khoảng 8 cây số rồi. Đó. Và hôm nay thì trong này nó có một cái khu phân xào anh chị ạ. Phân xào người ta đang làm trong này. Thì tới đây người ta sẽ băng con đường này, người ta trải đã mi hết. Hôm nay thì tôi thấy là nó mới băng cái phần này thôi anh chị nhá. Đó. Thì kế cái khu phân xào là cái miếng đất tôi giới thiệu cho anh chị đây, là cái miếng đất này ạ. Cái miếng đất này á thì là nó có 7 xào. 7 xào anh chị ha. 7 xào nhá. Đó, thì cái ranh giới nó bắt đầu từ đây. Mời anh quay phim vào đây. Quay đó. Đây. Đó, bắt đầu từ cái bún tre đó nhá. Chạy dọc sang đến bên qua mấy cây cao su bên kia luôn. Đó, bên đó là khu phân xào của người ta. Thì cái miếng đất này á nó có là 68m mặt đường. Mà cái mặt đường này hiển thị trên sổ là 12m nhá. Từ đất nhà ông này vào đây là 6m, từ tim đường vào nhà ông bên kia là 6m. Và sang cái đường quy hoạch 28m thì vòn vẹn chắc khoảng 50m ra thôi. Nghĩa là cái vị trí tôi đang đứng cũng như là cái đất này cách cái đường quy hoạch 28m sau này khoảng 50m thôi. Nó rất là gần. Rồi, mời anh chị đi cùng tôi. Cái mặt bên này là chiều sâu được hơn 100m này. Đó, hơn 100m nhá. Đó. Đây. Đường nó rộng ra tận đây nhá nhé. Đấy. Đường rộng tận đây này. Toàn bộ khu vực này là của bầy xa. Cái ông chủ của cái miếng đất này á, ông đang nhờ chúng tôi là nếu không bán được cái 7 sào này luôn, không bán nguyên cục 7 sào này thì nhờ cháu tách ra cho chú thành 7 sổ để chú bán. Tại vì sao ông lại ông nhờ tôi như vậy? Ông nhờ tôi vậy vì kế cái miếng đất của ông ấy là cái thằng phân sào thì nó cũng tách ra từng sào nó bán, mà của người ta lại bên trong của ông ấy. Bên trong của ông ấy thì cái này ông ở ngoài thì cái lợi thế hơn người ta rất là nhiều. Nên ông nói là nếu trường hợp mà không bán được nguyên 7 sào thì tách ra thành 7 sổ bát, 7 sao bát nhá. Mấy mấy công ty bất động sản phân xào á, người ta đang hôm bữa người ta cho máy bằng người ta vét đường này. Đó, dưới đây người ta lưu hết chỗ này chị ha.
68m mặt đường ấy nhá, 68m nhá. Tới đâu anh? Tới đâu? Đây đây đây. Tới đâu? À, tới đây hả? Khu bên này là có phân xào, mấy phân xào đúng không? Đúng rồi. Rồi, tới đây này anh chị. Đó. Cái bàn tay tôi đang chỉ đây nhá. Hất về bên kia, lúc đầu video là 68m mặt đường. Chiều sâu bên này là 83m hay 8 mấy mét đấy. Bên này hơn 80m này, bên kia hơn 100m. Anh chị nhá. Còn khu phân xào là khu kia à? À, khu này này, khu này là đất của hàng công ty bất động sản luôn này. Phân xào này. Đó. Nắng quá. Đây anh chị ơi. Đây anh chị ơi. Trời hôm nay khá nắng anh chị ạ. Đấy, người ta làm con đường này. Người ta ban con đường này này. Đấy, công ty bất động sản nó ban con đường như này. Dưới đây nó sẽ cắt bên đó, rồi nó cắt bên này. Đó, nó đang tìm ông chủ này, nhưng mà nó đàm phán cái giá thấp quá, ông ấy không thể bán được. Không thể bán được. Nên là ông nói là bây giờ chú bán nguyên 7 sào, nguyên 7 sào luôn. Nguyên 7 sào nhưng mà cái giá của ông này ông ấy bán ấy vẫn là thấp anh chị ạ. Vẫn là thấp anh chị ạ. Đó. Nên là ông ấy bán cái giá 7 sào 68m mặt đường. Công bức điều hòa bỏ đi rồi. Giá chỉ có 1 tỷ 3 thôi anh chị ạ. 1 tỷ 3 thôi anh chị ha. Đó, 1 tỷ 3 thôi anh chị nhá. Đó. Rồi. Bây giờ khoan, xin lỗi anh chị nhá. Bé bé ra chú làm việc một chút. Tránh ra. À, xin lỗi anh chị. Anh thế thôi. Do cái thật sự là xin lỗi anh chị nhá. Xin lỗi anh chị ha. Có một cái bé con của cái anh quay phim ấy, cái anh này này. Đấy, anh quay phim này bé này hơi phá một chút nên là tôi gián đoạn cái video. Video anh chị ha. Bây giờ tôi nhắc lại nhá. Cái trước mặt đây, ngón tay tôi đang chỉ đây là khu phân xào. Nó tận dụng cái con đường 12m này, nó mua cái miếng đất nhà ông này. Miếng đất nhà cao su nhà ông này rồi cái miếng này miếng điều chứ miếng cao su trước kia là miếng điều. Đấy, nó cắt hết đi rồi tới đây nó phân xào nó bán. Thế thì cái miếng 7 sào tôi đang giới thiệu anh chị đây á, miếng 7 sào giới thiệu anh chị đây là nó có 68m mặt đường, 68m mặt đường, sâu vào bên này là 83, sâu bên kia là 100 anh chị nhá. Đấy thì nó sau cái nhà dân này thôi, sang bên kia khoảng 50m là tới một cái đường quy hoạch rồi. Đấy thì cái mấy công ty phân xào này người ta cũng đang đàm phán để mua miếng bên đó, nhưng mà mua cái giá rẻ lên là ông không thể bán được. Đấy, thì tất nhiên rồi, mấy công ty bất động sản nó phải mua rẻ rồi nó phân ra nó bán thì mới có lời anh chị ạ. Đó, mới có lời. Nhưng mà ông chủ này giá đó rẻ quá thì người ta không bán. Bây giờ người ta bán nguyên 7 sao là 1 tỷ 3 anh chị nhá. Thì trong trường hợp mà không bán được 7 sao này nguyên được thì ông nhờ công ty tôi tách ra thành 7 sổ bán. Thì anh chị nào muốn đầu tư thì cũng mua miếng này, mình mua miếng này xong về mình tách thành 7 sổ nhỏ ra mình bán cũng được anh chị ha. Đất này thì cách quốc lộ 14 có 3 cây số, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, cách khu dân cư ngoài kia khoảng chừng 3 đến 400 mét thôi. Đó. Rồi nó cách Bình Dương rơi vào khoảng 80 cây số. 80 cây. Bình Dương là trung tâm thành phố Bình Dương, là thành phố thủ dầu 1 anh chị nhá. Rồi cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 115 cây số. Đó, khoảng đó anh chị ha. Đó, Đồng Nai khoảng cũng khoảng 80 70. Còn mặt đường nó thì 12m. Hiện tại thì đường 6m anh chị ha. Một lần nữa tôi nhắc lại nhá. Đất của anh chị đang xem đây có cái diện tích là 7 sào, 68m mặt đường, một bên là sâu vào 83m, 83 hay hơn 83 gì đó. Một bên là hơn 100m. Ấp Suối Bình, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhá. Giá bán là 1 tỷ 3, 1 tỷ 3 anh chị ha. Cái khu mà phân xào nó chuẩn bị làm đây, chắc qua Tết là nó làm đấy. Giờ cận Tết quá thì nó không làm đâu. Nó mới ban cái đường này thôi. Chứ ngày trước nó là một cái đường mòn anh chị nhá. Thì mọi thông tin về cái miếng đất này, anh chị liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918 645-130 anh chị nhé. Ngoài ra anh chị có thể truy cập vào website của công ty chúng tôi là cvtland.com để lựa chọn tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của anh chị ha.
Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới từ công ty chúng tôi anh chị ha. Một lần nữa thì hết sức là xin lỗi anh chị, xin lỗi anh chị về cái bé con của cái anh cộng tác viên của tôi vừa rồi. Bé thì hôm nay là được nghỉ học rồi, cứ đòi đi chơi. Còn anh tôi thì nhờ anh ấy là quay phim cho tôi đấy, nhưng mà đang quay ấy thì bé đòi đi chơi nên là bị gián đoạn một chút của cái video này, nên chị hết sức thông cảm vì nó là trẻ nhỏ, nên chị thông cảm cho chúng tôi ha. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn anh chị.